đang giận người yêu thì nghe lời tôi, đừng có buồn, xuống làm bánh tôm chiên ăn đi. Ăn xong ngon quá, hết buồn, hết giận, nhiều khi là quên luôn người yêu bà luôn. Rồi nguyên liệu dễ tìm lắm, có bánh mì sandwich nè, tôm nè, phô mai nè. Đó làm theo các bước mà tôi để trên cái màn hình đó. Đó rồi cứ làm theo thôi. Cái khúc này nè, mấy bà nè, vẽ cong vẽ phụng gì đó, miễn sao mà ép lại cho nó dính lại thôi. Bột thì tôi cho một miếng muối vô nha, rồi đổ nước đánh đều lên nha. Nước khi mà đổ vô thì canh liều lượng nha, để hôm nay nó nhão nhẹt là khỏi làm luôn. Đập trứng vô, đó cho cái bánh mình nó sẽ vàng và nó thơm hơn, nó giòn hơn. Công đoạn cuối cùng là bắt chảo lên chiên bánh thôi. Nhún bánh vào bột, trở qua trở lại, phải nhanh như người yêu cũ của bà trở mặt dễ nhàng. Cái khúc này là không còn giận hờn gì luôn đó mấy bà, vì bánh chiên thơm quá mà. Bánh chiên vàng nhìn cái màu đẹp xuất sắc luôn mấy bà. Nhìn tới cái khúc này có ai chảy nước miếng chưa nè. Thưởng thức món bánh của mình làm ra thôi. Mấy bà thấy ngon thì làm ăn thử, rồi bình luận cho tôi biết kết quả nha. Bye.